Hello. Hello Hoàng. Vâng. Ok, làm xong bài chưa con? Năm người bài reading. Ừ, đúng rồi. Tết Nào, Tết Nam, Tết Hải. Ok, chúng ta sẽ phải từ vựng trước nhá. Nào, đọc cho cô nào. Access. Success. Có nghĩa là gì nhỉ? Cho phép ạ. Sai rồi. Bất lao mới cho phép chứ. Access ở đây có nghĩa là sự truy cập, sự kết nối. Tiếp tục. Breathless. Restless. Breathless. Restless. Ở đây là khó thở, được chưa? Give. Give. Đó, đang cho tôi cái này. Tiếp tục. Khó thở. Yeah. Ok, tiếp đọc lại này. Access. Access. Breathless. Breathless. Ok, tiếp tục nha. Nào, câu số 1. 2. B 3. A 4. C Chính xác. 5. T Sai. Amanda regrets that C. B Regret. Cô nghe thành B. Đọc oh. rõ ra. Này làm rồi này. Nào. Này làm rồi. Nào. Các từ mới nha. Ai Đầu tiên. Đọc sai rồi. Ache. ai Âm ca mà âm chờ. Ache. ai Đây là sự đau nhức. Tiếp tục. Poverty. poverty Là sự nghèo đói. Previously. previously Đằng trước. Ever. ai nghĩa gì Đau. đâu. Đau nhức kì. Ví dụ như là headache là đau đầu ấy. Thì ache có nghĩa là Poverty đau. là đau nhói. Thế thế sao vừa mới nghe từ dịch Không xong nhớ. lại quên được như thế vậy? Nào nhắc lại nhá. Ache là đau nhức. Poverty là nghèo đói. Previously là trước kia vào vợ. Tập trung vào. Rồi. Hai một. 21 22. B 3. C 24. A D 25. B 5 năm câu cuối đi. M 20. 31 à 30. 30 A đi 31. B 32. B 33. C 34. D 35. C Nào, đọc bài nha. Honey is a sweet liquid made by bees. It consists of water and sugar. Bees may travel as far as 75,000 kilometers and visit over 2 million flowers to produce just half a kilo of honey. The color and the flavor of honey depend on the type of flower visited. In fact, there are more than 300 varieties of honey. The lighter color ones are generally milder in flavor than darker honey. In ancient times, honey was the main sweet food as sugars were very rare. Honey was of great
value to the ancient Egyptian who used it as payment. Today, honey is produced and eaten in every part of the world. Research suggests that it prevents tiredness and improves athletic performance. However, honey is not just food. It can be taken for sore throat and is used in many skin and hair care products. Được chưa? Mật ong là một chất loại chất lỏng, chất lỏng tức là ngọt được tạo bởi ong. Nó bao gồm nước và đường. Ong di chuyển một đoạn đường dài khoảng 75.000 km và đã đậu trên hơn 2 triệu bông hoa để sản xuất ra nửa kg mật ong. Màu sắc và hương vị của mật ong phụ thuộc vào loại hoa mà nó ghé thăm. In câu xoay chín. Thực tế rằng có nhiều hơn 300 loại mật ong. Cái loại mà có màu sắc nhạt thì thường có vị thanh hơn là mật ong có màu sắc đậm. Ở thời gian về trước thì mật ong là thức ăn chủ yếu bởi vì đường lúc đó rất là hiếm. Mật ong có giá trị rất là lớn đối với người Ai Cập cổ, những người mà sử dụng nó như một phương thức thanh toán. Ngày nay mật ong được sản xuất và ăn tại hầu hết các nơi trên thế giới. Các nhà nghiên cứu đã nói rằng là nó sẽ giúp chống sự tiredness là sự mệt mỏi và tăng cường cái hoạt động thể chất. Tuy nhiên thì mật ong không không chỉ là một món ăn, nó còn được sử dụng để làm một cái phương thuốc chữa bệnh sổ mũi, sore throat là đau họng và được sử dụng như là một sản phẩm chăm sóc da và tóc. Nào, đọc bài đi. Đọc màu tiếng Anh hay tiếng Việt? Tiếng Việt. Đọc tiếng Anh. Đọc lại từ đầu. Ừ. Honey là một chất. Đọc bằng tiếng Anh. Sao lại đọc bằng cô tiếng Việt hỏi cô là đọc bằng tiếng Anh hay tiếng Việt à? Cô bảo là đọc bằng tiếng Việt rồi. Cô bảo đọc bằng tiếng Anh cái thằng này. Sao đấy? Hôm nay cứ nghe tai nọ sọ hết là tai kia thế con. Hả? Honey is a sweet liquid made by bees. It consists of water and sugars. Bees may travel as far as 75,000 kilometers and visit nào, over. Dừng lại. Làm gì có kilometer? Kilometer là gì đấy? Kilometers. Kilometers. Kilometers and visit over 2 million flowers to produce just half a kilo of honey. The color and flavor of honey depend on the type of flower visited. In fact, there are more than 300 varieties of honey. Varieties of honey. The lighter color ones are generally milder in flavor than darker honey. In ancient times, honey was the main sweet food. As sugar was very rare, honey was a great value to the ancient Egypt who used it as payment. Today, honey is grown and eaten every part of the world. This research suggests that it prevents tiredness and improves athletic performance. However, honey is not just food. It can be taken for sore throat and is used in many skin and hair care products. No. Ok, tiếp tục nhé. Mình đã phân tích nốt bài đọc kia. Nào, Maria Mutola, former 800 meter Olympic champion. In 1988, Maria Mutola was playing football as the only girl in an all-boys team in a local competition in Mozambique. We won, she says.
At first, no one thought it was a problem that I was a girl, but then the team was beat, complained. The story appeared in a local newspaper and drew coverage, who had encouraged other African athletes learn about Maria. He went to meet her and found her kicking a ball around outside the football club. He realized immediately that she was fat. He talked to me about athletics. I had no idea what he meant. The only sport I knew about was football. Then he bought me running shoes and took me training. It was such hard work and my legs really ached. Beth Jones visited her parents and persuaded them she could be successful and this could help end their poverty. They agreed to let him take her away to train. In 1991, she finally accepted an invitation to train in the United States. She had refused previously because she knew she could miss her family. Her background was unlike those of the girls she met in the US. She explained, "They were good athletes, but why I worry about my parents having enough to eat? They worry about dress and makeup. They knew very little about me and even less about my problems. But I knew I was lucky to be there. The trainers were brilliant and I learned a lot. Today, Maria still runs and for most of the year, she lives happily in South Africa with her mother." Nah, dịch bài nhá. Maria Motula, former đây là cũ đấy. Đấy chưa? Đây gọi cựu vô địch 8 đường đua 800m Olympic à? Vào năm 1988, Maria Motula đang chơi bóng đá như là một cô gái duy nhất trong một đội bóng toàn con trai trong một cái giải đấu ở địa phương tại Mozambique. "Chúng tôi thắng rồi," cô ấy nói. "Đầu tiên thì chả ai nghĩ vấn đề của tôi là một cô gái đâu. Nhưng mà sau đó là chúng tôi đã beat ở đây là chiến thắng complain, kiểu chiến thắng mà không có một cái sự phàn nàn. We beat là we đánh bại ấy, được chưa? Cái câu mà we beat complain nó hơi có vấn đề ở mặt ngữ pháp một chút. Để cô xem lại bài viết gốc. Cái câu chuyện nó bắt đầu trong một, ở một cái tại một cái tờ báo địa phương và Joe Cavaniha, người mà đã cổ vũ những vận động viên điền kinh châu Phi học hỏi Maria. Anh ta tới gặp cô ấy và tìm thấy cô ấy đang tập tâng bóng xung quanh khu vực một cái câu bên ngoài cái một cái câu lạc bộ bóng đá. Anh ta ngay lập tức nhận ra rằng là cô ấy rất là nhanh nhẹn. Anh ta nói chuyện với tôi về điền kinh. Tôi không biết là anh ta định nói, tôi không biết ý của anh ta là gì. Cái môn thể thao duy nhất mà tôi biết đó chính là bóng đá. Nhưng mà anh ta đã mua cho tôi một cái đôi giày chạy và đưa tôi đi tập luyện. Thật là một công việc rất là khó khăn bởi vì chân của tôi rất là đau. Nhưng mà Josie đã thăm bố mẹ cô ấy và thuyết phục họ rằng cô ấy có thể thành công và có thể và điều này đã sẽ có thể giúp kết thúc sự nghèo đói của họ, giúp họ không nghèo đói nữa. Họ chấp nhận để họ đồng ý để anh ấy giúp đưa đưa cô ấy đi huấn luyện. Nghĩa là đưa cái cô Maria này đi huấn luyện ấy. Vào năm 1991, cô ấy đã chấp nhận lời mời đi huấn luyện tại Mỹ. Trước đó thì cô ấy đã từ chối bởi vì cô ấy biết rằng là cô ấy sẽ rất là nhớ gia đình. Và cái gọi là background là cái nền tảng, cái kiểu là lịch sử nền tảng gia đình ấy, thấy chưa? Background, thấy chưa? Ví dụ như là mai sau con đi phỏng vấn ở một cái công ty thì người ta sẽ xem background của con, nghĩa là xem gia đình của con, xem trước đây con đã làm gì ấy, thấy chưa? Thì không giống như những cái cô gái mà cô ấy gặp tại nước Mỹ, cô ấy phàn nàn là họ là những người vận động viên rất là tốt nhưng mà tôi lo nhưng mà trong khi mà tôi lo lắng cho bố mẹ có đủ ăn không thì họ lại lo lắng về quần áo và việc trang điểm. Họ biết rất là ít về tôi và thậm chí là biết ít hơn về những cái vấn và cũng biết ít về những cái vấn đề của tôi nữa. Nhưng mà tôi biết là tôi rất là may mắn khi được ở đây. Người huấn luyện thì rất là tuyệt vời và tôi đã học được rất nhiều. Ngày đêm thì Maria vẫn chạy và hầu hết trong suốt một năm thì cô ấy sống hạnh phúc với mẹ tại phía Nam Châu Phi. Nào, đọc bài. À, cái này nhỉ?
In 1988, Maria Mutola was playing football as the only girl in an all-boys team in a local competition in Mozambique. Competition in Mozambique, we won, she said. At first, no one thought it was a problem that I was a girl, but then the team repeat complained. The story appeared in a local newspaper, and Jose Cavarina, who had encouraged other African athletes, learns about America. He went to meet her and found her kicking a ball around outside the football club. He realized immediately that she was fast. He talked to me about the athletics. I had no idea what he mean. The only sport I knew about was football. Then he bought me training running shoes and took me training. It was such hard work, and my legs really ached. But Jose visited her parents and pressured them she could be successful, and this would help end their poverty. They agreed to let him take her away to train. In 1991, she finally accepted an invitation to train in the United States. She had refused previously because she knew she would miss her family. Her background was unlike those of the girls she met in the US. She explained, "They were good athletes, but why I worry about my parents having enough to eat, they worry about dresses and makeup. They knew very little about me and even less about my problems, but I knew I was lucky to be there. The channels were brilliant and I learned a lot. Today, Maria still runs, and for most of the year, she lives happily in South Africa with her mother." Okay, tiếp tục nhá. Nào, mình sẽ chuyển sang phần viết. Nào, trước khi chuyển sang phần viết thì Thoa ra vào lại cho cô.